Yeah. Yo, xin chào mọi người, mình là Tùng Nếm và có lẽ là các bạn cũng đã quen với các clip trên cao của Nếm TV rồi. Đây chính là đây là người bạn đồng hành mà đã cùng mình tạo ra những cái thước phim trên cao như thế. Nhưng mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một loại đồ chơi cũng có thể bay nhưng mà không có thể nói chung là chúng ta có thể sử dụng nó để tập duyệt trước khi mà sử dụng những cái dòng Phantom hoặc là những cái dòng drone to như này. Đó chính là chiếc CX10D CX10D Smart Q của hãng Chison, đến từ nhà sản xuất này, đến từ Trung Quốc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đập hộp xem ở trong cái chiếc hộp CX10D này có gì nhá. Đầu tiên khi mà rút vỏ hộp ra thì chúng ta có thể thấy cái màu sắc sặc sỡ nổi bật của cái dòng Smart QD 10D này. Và tiếp theo thì mình sẽ mở tiếp một lần hộp nữa để cho các bạn thấy. Đó là bên trong. Mình sẽ vứt tạm cái hộp này xuống dưới nhá. Đủ. Bên trong thì ở phía hộp bên trong thì chúng ta sẽ thấy một cái điều khiển nhìn rất là đẹp. Đấy, các nút này thì mình sẽ nói sau nếu như bạn nào có thắc mắc. Và đây chính là chiếc drone của chúng ta. Và phía bên dưới thì chúng ta có thấy một cái quyển hướng dẫn sử dụng và nó được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh nên rất dễ để chúng ta có thể đọc. Mình sẽ bỏ xuống dưới này nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ khám phá chiếc điều khiển đầu tiên nhá. Chiếc điều khiển này được nó sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ gọi là dòng AA, ba chữ A, ba số A đấy. Các bạn có thể nhìn thấy chữ ba số A ở đây. Đây chính là dòng mà chúng ta có thể sử dụng hai viên pin này dành cho một cái điều khiển. Mình sẽ tạm thời bỏ cái chiếc điều khiển này đi nhá. Mình sẽ show cho các bạn xem trước. Ở trên chiếc điều khiển thì chúng ta có thể thấy một cái đèn báo tín hiệu nguồn này. Hai tay joystick lên xuống trái phải hoặc xoay trái xoay phải rất giống với cả Phantom. Đây là nút on off. Ở phía đây thì nhà thiết kế đã thiết kế hai cái nút, một lên một xuống. Khi mà các bạn ấn nút lên thì máy bay của chúng ta sẽ lập tức khởi động, còn khi mà chúng ta ấn nút xuống thì máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh, landing. Còn đây là hai nút chim cắt, chim trái, chim phải. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bỏ tạm cái điều khiển ra một chỗ nhá. Tiếp theo thì đây chính là chiếc drone của chúng ta. Cái dòng CX này có rất nhiều model. Các bạn có thể lựa chọn những cái dòng model mà có camera, nhưng mà thực sự thì nó chỉ là camera tạm thời và không được nét cho lắm. Đây chiếc drone của chúng ta đây, nếu mà so với bàn tay của mình thì nó chỉ bằng hai ngón tay thôi, rất là nhỏ xắn và xinh, màu sắc rất là sặc sỡ. Trên chiếc drone này thì chúng ta sẽ thấy một nút on off ở đằng sau đuôi máy bay. Và đây ở dưới, ngay phía dưới nút on off đó chính là cái cổng sạc. Và theo như nhà khuyến cáo thì cái cổng sạc này nó chỉ chịu được dòng điện 5V. Vậy nên các bạn không nên sử dụng cái sạc của điện thoại, mà chúng ta chỉ nên cắm vào sạc dự phòng hoặc là cắm thẳng lên cổng USB của máy tính. Bốn cái cánh quạt này chúng ta có thể cả tháo rời ra được. Ok, nó cấu tạo thì nó cũng đơn giản thôi. Hai cái cánh quạt phía đằng sau thì sẽ được trang bị đèn màu đỏ, còn đâu hai phía cánh quạt phía đằng trước thì sẽ được trang bị đèn màu xanh để chúng ta nhận diện được đầu đuôi của máy bay. Và nhà sản xuất cũng cung cấp cho các bạn thêm một cái sạc này, thì mình cũng không biết gọi đầu này là đầu gì nữa. Cái rắc cắm này thì chúng ta khó có thể mua được ở ngoài bởi vì nó rất là đặc biệt, đầu rất là nhỏ. Và ở trên cái đầu cắm ở phía tiếp xúc máy tính thì nó sẽ có một cái đèn báo ở đây màu đỏ. Khi mà các bạn cắm thì nếu mà máy bay của chúng ta khi mà chưa đủ pin thì nó sẽ nháy đèn màu đỏ, còn khi chúng nó ngắt lịm đi thì nó tức là báo pin đã đầy. Và nhà sản xuất cũng đã cho các bạn bốn cái bộ cánh dự phòng. Bốn cánh dự phòng nữa, tức là chúng ta sẽ có tất cả là hai bộ, tương đương với 8 chiếc.
đủ để các bạn có thể đâm vào đầu cũng được. Đến phần tiếp theo thì mình sẽ test cái máy bay này để cho chúng ta xem. Và cái thông số mà mình đọc được thì nó chỉ có thể bay trong tầm kiểm soát là 25 m, cũng khá là gần thôi. Nhờ camera ngồi xuống thấp tí một tí nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ sắp xếp đồ vào đây để lát nữa thì mình sẽ thực hiện test luôn. Ở phía đằng sau của mình đó chính là thành cổ Sơn Tây. Mình chọn ở đây để làm nơi test vì nó khá là rộng. Cái máy bay này nó khá phù hợp với cả những bạn nào mà muốn tập chơi drone mà chưa dám thử sức trên các dòng Phantom. Bây giờ mình sẽ để cái hộp này ở đấy nha, đừng có ai lấy nhá. Và trong cái video test này thì mình sẽ test thử xem cái độ cái thời lượng pin nó tối đa được là bao nhiêu. Chúng ta sẽ nhấn đồng hồ trên video nhá. Ok, mình sẽ on này. On nhá. On. Có vẻ như là ok, máy bay đã lên đèn rồi. Đây các bạn có thể thấy nhìn nó đã nháy đèn màu đỏ đây. mình sẽ bay khá là chậm thôi bởi vì là camera của chúng ta không quen với việc điều khiển. Nên mình sẽ bay thật chậm. Mặc dù tốc độ của nó có thể lên tới 20 cây thôi, mình cũng biết cũng khá là nhanh nhá. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem cái máy bay dễ thương CX-10D này nó hoạt động như thế nào nhá. 3 2 1 lên. Ok, các bạn có thể thấy máy bay của chúng ta đang tiến sát về phía ống kính. Và bây giờ thời gian bắt đầu đang test. Và bây giờ mình sẽ cùng các bạn lượn một vòng xung quanh thành cổ Sơn Tây để chúng ta ngắm nhìn thành cổ nhá. Đi theo mình thôi. Chúng ta sẽ đi trong bên trái nhá. Và mình sẽ đi thật chậm thôi. Ok. Rồi, chúng ta bây giờ mình sẽ đi lên trên phía cột cờ để cho các bạn xem. Camera có nhìn thấy máy bay không? Có. Đi sát một tí nữa nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên trên thành cổ. Và cái thời lượng pin của chiếc CX-10 này nó chỉ có dung lượng pin là 600 mAh, cũng khá là ít. Và mình cũng không biết là nó bay tối đa được bao nhiêu nữa. Ok. Rồi, màu sắc sặc sỡ rất thích hợp để cho các bạn thích đua. Các bạn có thể mua về. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì chúng ta chỉ nên cho trẻ em trên 3 tuổi sử dụng luôn. Và mình sẽ lái nó xuống. Rồi. Camera có thể xuống trước đi. Và anh sẽ hạ độ cao xuống. Mình có thể bay nhanh hơn như này nhưng mà do là bạn camera woman của chúng ta không thể đi nhanh được. Và bây giờ mình sẽ tiến sâu vào trong phía thành cổ nhá. Ok. Và như cái chiếc máy bay nhỏ nhỏ này chúng ta sẽ rất là dễ để đi qua những cái địa hình mà nó hơi nhỏ nhỏ nha. Mình sẽ tìm địa điểm để mình thọt vào trong nhá. Ok, chúng ta sẽ cùng chui vào trong nhá. 3, 2, 1, chui. Ok, chúng ta đã chui thành công rồi. Đây là phía sân bên trong của thành cổ. Và chúng ta sẽ đi dạo một vòng trong này nhá. Mình sẽ không biết được đích xác thời gian nó ở trên thời gian bay tối đa là bao nhiêu. Và khi về đến nhà thì mình sẽ test thử. Và bây giờ camera đứng yên ở đấy. Và mình sẽ bay lượn một vòng cho các bạn xem. Camera hướng theo máy bay nhá. Chiếc máy bay này nó nhỏ và nó kêu giống như một con ong ấy. Thế là rất
mình thấy nó rất là dễ thương để cho các bạn nam hoặc bạn nữ có thể nghịch. Và nếu như các bạn nào muốn quan tâm thì có thể liên hệ với mình và mình sẽ là người order cho các bạn. Hiện nay thì chiếc CX10 này không có bán tại thị trường Việt Nam, nhưng mà mình sẽ giúp các bạn để làm thế nào có sở hữu được một chiếc máy bay nhỏ nhỏ xinh xắn như này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển để tham quan thành cổ luôn nhá, một thể luôn. Chiếc máy bay thực sự rất là đáng yêu so với cả chiếc Phantom mà mình hay bay thì nó cứ kêu phè phè. Nhưng con này thì có thể là nó khi mà nó va chạm vào mình người thì nó sẽ gây ra một cái, nó cũng đau ấy, nhưng mà nó không nó chỉ giống như là giống như là gì nhở, giống như là mình bị cái hạt sạn nó va vào người thôi, nó không thực sự rất là dễ thương. Giống như một con pet luôn, chúng ta có thể thay nó làm pet luôn. Và với những cái dòng mà không camera như này thì các bạn có thể mua với nó, sở hữu nó với giá trị là 500.000. Còn những cái dòng mà có cam HD cao hơn một chút thì chúng ta có thể chúng ta sẽ phải bỏ một số tiền nhiều hơn, đó là tầm khoảng 1 triệu đến 1 triệu mốt để sở hữu cái dòng mà có camera full HD thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Để chúng ta sẽ, thời gian bay cũng khá lâu rồi, bây giờ mình sẽ đi thẳng ra ngoài phía bên cột cờ ngay phía cổng vào nhá của thành cổ Sơn Tây. Ok, chơi cái trò này thì chúng ta có thể lách nó rất là tiện, và chúng ta sẽ đem về và đua. Thay vì các bạn mua những cái dòng racing tới 30 triệu đồng mà mỗi lần đâm thì nó sẽ gây ra cái đập vào nó hỏng mất đưa điện bác ạ. Ok, bây giờ thì anh cho xuống dưới nước ạ. Đây, cái chiếc drone này nó rất là dễ thương, mà mình hy vọng là camera man của mình sẽ đủ sức khỏe để kiên trì đến khi mà cái máy bay này nó hết pin. Khi mà hết pin ấy thì hai cái đèn đỏ mà phía đằng sau đuôi máy bay sẽ nháy liên tục màu đỏ, và kể cả dù các bạn có muốn hay không thì máy bay cũng đây rồi, máy bay của chúng ta đã chuẩn bị hạ cánh, và mình sẽ tiến lại gần để cho cameraman có thể quay rõ hơn. Nó đang có nhấp nháy màu đèn màu đỏ rồi, máy bay chúng ta đang hạ xuống. Ok, vậy là sau vài phút thử với cả chiếc CX10 này thì hy vọng là mình đã đem đến cho các bạn một món đồ chơi mà chúng ta có thể tập duyệt nó, sở hữu nó trước khi mà chúng ta sử dụng những chiếc flycam lớn như này trong công việc. Và hy vọng là bạn nào có sự quan tâm thì hãy inbox cho mình, liên hệ với mình, liên hệ trên page Nếm TV, và mình sẽ giúp các bạn để làm thế nào để có sở hữu được chiếc máy bay như này nhá. Bye bye mọi người, mình là Tùng Nếm.